Khoảng 14 giờ và 30 phút ngày 3 tháng 12 năm 2016, tiếp nhận thông tin của quần chúng nhân dân tại thôn Kim Đê, xã Thanh Bình, huyện Trương Mỹ, thành phố Hà Nội báo trường hợp bà Nguyễn Thị Gốt ở thôn Kim Đê là đi đâu từ sáng đến tận chiều, gia đình đi tìm kiếm không thấy. Sau khi tiếp nhận thông tin thì anh em tôi cũng đã triển khai lực lượng công an xã kết hợp với gia đình cùng tìm kiếm. Người mất tích là bà Nguyễn Thị Gốt, 76 tuổi, sống tại thôn Kim Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Do bà Gốt tuổi cao sức yếu nên trong quá trình tìm kiếm, người dân và lực lượng chức năng đã đặt ra nhiều giả thiết, song tập trung vào việc bà có thể bị lẫn dẫn đến đi lạc, không tìm được đường về nhà. Sau nữa là có thể bà bị sa chân xuống ao hồ dẫn đến đuối nước. Cuộc tìm kiếm kéo dài đến chiều muộn cùng ngày, nhưng không có kết quả. Sự biến mất không rõ lý do của bà cụ vẫn là một ẩn số đối với gia đình và chính quyền địa phương. Giữa lúc sự hoang mang của con cháu bà Gốt lên đúng đỉnh điểm, thì lực lượng tìm kiếm lại bất ngờ tìm thấy chiếc thúng và lưỡi liềm mà hàng ngày bà cụ vẫn dùng để cắt cỏ, nuôi bò tại nhà ông Nguyễn Viết Luật, cháu gọi bà Gốt bằng cô ruột. Phát hiện mới đã làm lóe lên hy vọng và mọi người tiếp tục tìm kiếm bà Gốt xung quanh khuôn viên nhà người cháu họ. Tiến lại gần khu giếng thì anh em có dọi để đi xuống dưới giếng thì phát hiện bà Nguyễn Thị Gốt đang nằm dưới giếng. Lực lượng công an xã cùng với một số thanh niên đã vớt bà Gốt lên. Sau khi vớt lên thì cũng đã phát hiện bà không còn hơi thở nữa và cũng đã đưa bà về tới gia đình. Quá trình tại gia đình thì cũng đã phát hiện nhiều các vết va đập. Một số dấu vết rách da, bầm tím tập trung vào vùng đầu, mặt, cổ của bà Gốt khiến lực lượng công an xã Thanh Bình nghi ngờ cái chết của bà cụ không phải là một vụ đuối nước do tai nạn. Nghi vấn trên nhanh chóng được báo lên công an huyện Chương Mỹ. Kiểm tra sơ bộ đấy, bằng mắt thường cũng như là kiểm tra trực tiếp trên thi thể của bà, phát hiện có một số các cái dấu vết là bất thường, khẳng định là do tác động của ngoại lực, tập trung là ở vùng đầu và một số vị trí trên thi thể của bà. Thì chúng tôi đánh giá là đây là án với tính chất là án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Biên bản khám nghiệm hiện trường của lực lượng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội ghi nhận, giếng nước nơi thi thể bà Gốt được tìm thấy nằm trong khuôn viên nhà ông Nguyễn Viết Luật ở thôn Kim Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ. Giếng nước có đường kính 80 cm, thành giếng cao 56 cm, đáy sâu 7,5 m. Trong lòng giếng mọc nhiều rêu và cỏ dại. Mực nước tại thời điểm khám nghiệm là 1,45 m. Cạnh giếng phát hiện một ổ cắm điện màu vàng dài hơn 3,5 mét.
chúng tôi có kiểm tra kỹ khu vực nhà ông Luật, thì thấy ở khu vực bàn uống nước trong nhà ông Luật là có hai cái chén, thế với tất cả các cái chén cốc và tất cả đồ vật ở khu vực này chúng tôi đều làm kỹ về dấu vết vân tay, rồi dấu vết sinh học là ADN. Ngoài ra ở khu vực kỳ giếng nước nhà ông Luật, vị trí mà gia đình phát hiện là nạn nhân, kiểm tra kỹ coi nhà khu vực giếng nước thì phát hiện thấy một số dấu vết máu ở khu vực cái máy bơm nước ở thành giếng. Chúng tôi hút cạn nước ở trong giếng thì dưới lòng giếng chúng tôi thu được thêm một số cái vật chứng như cái thất gỗ, rồi một số viên gạch, rồi cái vại sành, rồi một đoạn dây điện. Khó khăn đối với công tác khám nghiệm của chúng tôi là hiện trường nó bị xáo trộn là tương đối nhiều. Trong khi lực lượng khám nghiệm hiện trường và giám định pháp y đang tiến hành thu thập thêm dấu vết nhằm xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong, thì điều tra viên của Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng tiếp cận người dân, gồm thân nhân của bà Gốt, chủ ngôi nhà phát hiện thi thể của bà Gốt và những người đầu tiên chứng kiến vụ việc để nắm thông tin phục vụ quá trình phá án. Nạn nhân là có cái chấn thương sọ não, nhưng trong cái quá trình mà giám định pháp y thi thì phổi phù, lòng khí quản thì có dịch bọt chảy, phù hợp với một cái là gì, nạn nhân chưa chết mà đã bị vứt xuống dưới giếng. Cho nên trong bản kết luận giám định của chúng tôi kết luận rõ là nạn nhân chết do ngạt nước chứ nạn nhân có chấn thương sọ não. Kết quả nắm tình hình về bị hại cho thấy nạn nhân sống cùng chồng tuổi cao sức yếu, hai người con gái tật nguyền và hai cháu ngoại. Gia đình thuộc diện chính sách của địa phương, không làm ăn buôn bán nên không có nhiều mối quan hệ. Bà Gốt, đấy, thì tuổi cũng đã cao rồi. Hàng ngày thì bà cũng đi cắt cỏ, cắt rau về để nuôi bò. Đấy, thì tất nhiên thì bà cũng thường là đi loanh quanh ở trong xóm thôi, chứ cũng không phải là đi ra khỏi địa bàn của xã Thanh Bình. Đấy, thì sinh sống thì ở đó thì về bản chất thì bà cũng không có vấn đề gì, mâu thuẫn thủ tức với hàng xóm láng giềng. Về phần gia đình ông Nguyễn Viết Luật, chủ nhân của ngôi nhà, nơi xác của bà Gốt được tìm thấy có 4 thành viên, gồm vợ chồng ông Luật và 2 con trai. Cả hai người con đều đi làm ăn xa, thi thoảng mới về nhà. Gần đây nhất con trai lớn tên là Nguyễn Viết Lực có về thăm bố mẹ. Như phần đông người dân ở thôn Kim Nê, vợ chồng ông Luật mưu sinh bằng nghề làm ruộng và ai thuê gì thì làm nấy nên kinh tế không dư giả. Con cái mang tiếng đi làm ăn xa nhưng chưa đỡ đần được gì cho cha mẹ. Khai báo về thời gian biểu trong ngày 3 tháng 12, vợ chồng ông Luật cho biết đi làm cùng nhau từ lúc gà gáy. Chiều muộn mới về thì nghe tin người cô mất tích nên vợ chồng ông cũng sắn tay cùng mọi người tìm kiếm cho tới khi phát hiện bà dưới giếng. Trong quá trình giám định thì chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ tất cả, coi như là từ ngoài vào trong, đặc biệt bộ phận sinh dục, thì bộ phận sinh dục của nạn nhân thì có tổn thương, chảy máu, đặc biệt là ở vùng điểm 6 giờ thì cũng có bị rách âm đạo, thì cái khả năng đây là do là bị xâm hại gây nên. Thông tin trên gây bất ngờ cho cơ quan điều tra, bởi nạn nhân đã 76 tuổi, lại không có tài sản gì đáng giá, thì vì lý do gì lại là mục tiêu tấn công tình dục rồi sát hại dã man đến vậy?
Tổng hợp kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thông tin có được sau quá trình rà soát xác minh nhanh, cơ quan điều tra loại trừ khả năng án mạng xuất phát từ nguyên nhân trộm cắp, cướp tài sản, mâu thuẫn hàng xóm láng giềng và tập trung từ giả thuyết duy nhất là án mạng được gây ra do một người có thần kinh không bình thường. Diện đối tượng nghi vấn tiếp tục được thu hẹp, chủ yếu nhắm vào số đối tượng nghiện rượu hoặc sử dụng ma túy gây ảo giác. Những người có tiền sử bệnh tâm thần được đưa ra khỏi tầm ngắm của cơ quan điều tra vì lý do họ không thể có thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội, đánh lạc hướng cơ quan điều tra tinh vi như thủ phạm của vụ án này. Theo như nhận định của lãnh đạo và của ban chuyên án thì đối tượng là đối tượng quen biết và ở gần khu vực với hiện trường. Cơ quan điều tra cũng không loại trừ khả năng hung thủ gây ra vụ án là người thân của bà Gốt, bởi chỉ có như vậy mới tiếp cận được nạn nhân, tấn công tình dục, sau đó sợ bị tố giác nên đã sát hại rồi phi tang xác nạn nhân. Từ nhận định trên, cơ quan điều tra tiếp tục thu hẹp được diện đối tượng cần rà soát xác minh. Trong số những người họ hàng của bà Gốt là nam giới từ 18 tuổi trở lên, sống gần nhà nạn nhân. Cơ quan điều tra hướng sự tập trung vào Nguyễn Viết Lực sinh năm 1993. Lực gọi nạn nhân là bà và Lực cũng chính là người con trai lớn của ông Luật, chủ nhân của ngôi nhà, nơi phát hiện tử thi bà Gốt. Từ khi mà gia đình phát hiện bà bị tử vong dưới giếng cho đến khi lực lượng công an vào tiếp cận để tiến hành xác minh, đối tượng vẫn vắng nhà mà gia đình là cũng không biết là đối tượng này là hiện là đi đâu làm gì. Đấy, điện thoại là tắt máy. Lực là trong thời gian vừa qua là cũng không có nghề nghiệp ổn định, đã từng đi cải tạo nên là có các cái mối quan hệ rộng. Qua nắm tình hình thấy rằng là Lực trong thời gian vừa qua là cũng có biểu hiện của việc sử dụng ma túy. Chính vì thế cho nên là chúng tôi đánh giá là cần phải tập trung lực lượng, nhiều lực lượng để tiến hành xác minh sâu về đối tượng Lực. Tuy nhiên lúc này Lực đã biến mất khỏi địa phương. Mọi phương tiện thông tin liên lạc đều không thể tiếp cận được anh ta. Mặc dù vậy, cơ quan điều tra vẫn có niềm tin nhiều khả năng Nguyễn Viết Lực là hung thủ gây ra vụ án. Với niềm tin ấy, những trinh sát viên dày dặn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Chương Mỹ đã trải quân ra mọi miền Tổ quốc để lần tìm manh mối về đối tượng nghi vấn. Đã làm việc với những đối tượng cùng ăn nhậu với đối tượng Lực vào sáng ngày xảy ra vụ án. Và sau đấy thì cũng có rà soát tất cả các đối tượng có sử dụng ma túy cùng đối tượng Lực. Thì từ đấy anh em chúng tôi đã khoanh vùng được đối tượng. Quá trình này lấy đi nhiều tuần liên tiếp của lực lượng truy bắt, song bóng dáng của Lực vẫn bật vô âm tín. Không nản chí, cơ quan điều tra vẫn kiên trì với mục tiêu đề ra là bằng mọi cách trong thời gian ngắn nhất phải điền được tên đối tượng vào hồ sơ vụ án. Tìm các mối quan hệ đấy, của Lực, một là về cái mối quan hệ bạn bè, anh em, gia đình ở các nơi, hai là mối quan hệ về bạn tù. Thế và ngoài ra nữa là tôi tập trung xác định xem là Lực
là sử dụng mạng xã hội hay không. Chúng tôi sử dụng các cái nick ảo và đưa những cái hình ảnh của các cô gái và nhắn tin kết bạn với nick của Lực để làm quen này, rồi để nói chuyện này. Tuy nhiên thì suốt 4 tháng trời là Lực không hề là sử dụng mạng xã hội. Đấy, thế thì toàn bộ các cái kết bạn đó là treo. Trong khi hành tung của đối tượng tình nghi số 1 vẫn mất dạng, thì áp lực từ công luận, đặc biệt là từ phía gia đình bị hại, khiến cho cơ quan điều tra đứng ngồi không yên. Bước sang tháng thứ 5 kể từ khi vụ án xảy ra, thì những nỗ lực kiên trì của cả ban chuyên án lần đầu tiên được đền đáp khi trang mạng xã hội do Nguyễn Viết Lực làm chủ đã bật chế độ hoạt động. Sau đó là Lực cũng kết thân với một cái nick của trinh sát mình. Thế từ đó trinh sát hóa trang nói chuyện với Lực, mục đích của mình để tìm ra được rằng là Lực hiện là đang làm gì ở đâu, từ đó là để có cái định hướng cho công tác điều tra xác minh tiếp. Trong 3 tháng tiếp theo, Nguyễn Viết Lực vẫn không hé răng về nơi anh ta có mặt. Song các trinh sát đã sơ bộ xác định được địa bàn mà hắn đang lẩn trốn. Chỉ có điều Lực không ở cố định một chỗ mà thường xuyên thay đổi địa điểm từ miền Tây qua miền Trung và ngược về một số tỉnh phía Bắc. Mỗi nơi hắn chỉ lưu lại dăm bữa nửa tháng nên gây khó khăn cho việc bám theo hành tung của đối tượng. Thông báo là Lực đã về đến Lạng Giang, Bắc Giang. Chúng tôi là di chuyển lên trên khu vực mà Lực vừa cung cấp cho trinh sát của mình để mục đích là xác định là lời nói của Lực có đúng hay không. Nếu đúng như vậy thì chúng tôi sẽ tiến hành là bắt giữ ngay. Ngay khi mà chúng tôi khống chế Lực, đấy là chúng tôi mới đưa ra câu hỏi, một câu hỏi duy nhất thôi là biết tội chưa? Lực nhận tội luôn là em biết, em sai rồi. Sau đó là tôi hỏi nhanh về cái diễn biến của vụ án. Đấy, và Lực cũng đã trình bày ngay tại hiện trường nơi Lực mà bị bắt. Nguyễn Viết Lực khai nhận chiều ngày 2 tháng 12 năm 2016, tức là trước thời điểm gây án một ngày, anh ta đã sử dụng ma túy đá. Sáng hôm sau, Lực được mời uống rượu tại nhà một người hàng xóm.
Nhậu đến trưa thì hắn về nhà. Lúc này bố mẹ Lực đều đi làm, chỉ có một mình bà Gốt đang cặm cụi cắt cỏ trong vườn nhà Lực. Do có ma men dẫn lối, ma túy dẫn đường nên hắn đã nảy sinh ý định xấu với bà cụ. Để thực hiện hành vi, hắn bảo bà cụ nghỉ tay vào nhà uống nước. Nhân lúc bà cụ không để ý, Lực đã dùng dây điện siết cổ nạn nhân từ phía sau. Khi bà Gốt lịm đi, hắn đã giở trò đồi bại với nạn nhân. Tưởng nạn nhân đã qua đời, Lực đã bế bà Gốt thả xuống giếng nhằm phi tang xóa dấu vết. Tuy nhiên khi tiếp xúc với nước lạnh, bà Gốt tỉnh lại và kêu cứu. Lo sợ tiếng kêu của nạn nhân sẽ bị lật tẩy hành vi, nên hắn đã dùng nhiều vật dụng, trong đó có thớt gỗ, gạch, mảnh sành, ném xuống giếng nhằm chấm dứt sự sống của nạn nhân. Sau khi gây án xong thì Nguyễn Viết Lực đã rời nhà lên Hà Nội, rồi từ đây hắn tiếp tục di chuyển vào các tỉnh phía Nam, làm đủ nghề để có kinh phí phục vụ quá trình trốn chạy cơ quan chức năng. Như vậy là sau gần 9 tháng theo đuổi vụ việc, cuối cùng cơ quan điều tra đã điền được tên Nguyễn Viết Lực vào hồ sơ vụ án, khép lại một hành trình với không ít gian nan, song cũng vô cùng kiên cường của những người lính hình sự. Năm 2018, Nguyễn Viết Lực bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt tử hình do hàng loạt các hành vi mất hết nhân tính mà hắn đã gây ra. Kết cục của Nguyễn Viết Lực là lời cảnh báo tới những ai đã và đang sử dụng các chất kích thích như một trò tiêu khiển, bởi vì những thứ đó có thể giúp con người ta vui sướng trong chốc lát, nhưng sẽ gây ra nhiều hệ lụy khổ đau và bất hạnh cho những người thân và xã hội. Lúc 1 giờ lên đi đổ rác thì không thấy Tiệp về, thì chồng cô Nhung về, thì là tôi định gọi xem là em ăn cơm chưa, không thì để sang ăn cơm với chị. Nhưng mà nhìn thấy đồng hồ 1 giờ rồi thì tôi mới bảo thôi để em nó ngủ. Khoảng sắp xỉ 12 giờ. Thường thấy tôi 11 rưỡi có vẻ không thì bà đợi qua một chút mà không thấy là gọi điện. Bà nói với tôi thường mọi khi tôi bao giờ cũng gọi điện về cho bà, nhưng hôm đấy thì quên. Thế nên tôi xin lỗi bà, anh không về về nghiệp. Sau buổi chiều thì về cũng như mọi khi thôi. Đến 4 rưỡi tôi xuất phát từ Cơ Mang. Về tới nhà thì đỗ xe ở cửa. Và
thấy cửa khép thì tôi mở cửa ra thì tôi gọi vợ cũng không thấy thương, xong rồi nhìn lại quanh nhà được không thấy xe ở nhà, ôi giời bà này đi đâu mà lại không khóa cửa mà dắt xe đi. Thì nhìn thấy cái chỗ để xe ngày xưa thì có cái thang đấy, do ai mượn thang mà lại không cầm lên để vứt cả thang dưới này. Đấy, tôi cẩn thận như thế và lên để thay quần áo. Thế thì khi lên đến trên phòng tầng 2 thì thường ở trong cái phòng tắm thì vợ chồng tôi có hai người cho nên ít khi khép, thì tôi thấy đóng kín. Thì tôi đẩy cửa vào thì là thấy vợ nằm úp mặt ở cái thau nước và quần áo thì như là đang tắm. Tôi chết rồi, bà này bị cảm rồi. Thế là tôi bê vợ ra cửa ngay vì sợ thau nước thường sẽ là bị cảm hay là bị dòng nước nó dò ra, nó dò điện. Thì tôi sờ tay để tắt công tắc thì điện tắt từ lâu rồi, không có điện. Thế mà tôi đã thực hiện hô hấp nhân đạo, nhưng mà ấn vào người thì người nó kêu, rất quan sát kêu là nó có vẻ cứng rồi. Và tôi cứ chạy ra hàng xóm kêu bà con ơi đưa cho tôi đi cấp cứu đấy. Thì lúc đó số hàng xóm đến đông và thế này không phải là ấy đâu, gọi công an đi đã để xem hiện trường đã. Alo. Báo cáo đồng chí phó giám đốc phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bắc Ninh nhận tin báo về việc ông Đỗ Đình Tiệp tại địa chỉ phường Hòa Cường, thành phố Bắc Ninh từ cơ quan về nhà phát hiện vợ mình là bà Nguyễn Thị Nhung bị chết ở trong tư thế nằm úp tại nhà tắm. Thì yêu cầu là công an thành phố Bắc Ninh, rồi phòng PC02, phòng cảnh sát hình sự thành lập hội đồng khám nghiệm và chủ trì phối hợp với viện kiểm sát nhân tỉnh, rồi phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố, đặc biệt là đội trọng án của phòng cảnh sát hình sự xuống ngay hiện trường tổ chức hội khám nghiệm và hiện trường khám nghiệm của tử thi để đánh giá tính chất của vụ án. Nơi xảy ra vụ việc là nhà của ông Đỗ Đình Tiệp, sinh năm 1961, ở đường Phạm Ngọc Thạch, khu phố Bộ Sơn, thành phố Bắc Ninh. Ngôi nhà 3 tầng kiên cố bằng bê tông cốt thép, có cửa chính nhìn ra một khu đất trống. Hiện trường thì ban đầu thì chúng tôi thấy rằng là tình trạng cửa là mở và các cái ổ khóa là hầu như còn nguyên vẹn. Thứ hai là khi triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ về công tác khám nghiệm dấu vết từ ngoài vào trong thì từ tầng 1 cho đến tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì tại các phòng đều có để lại những dấu vết nhất định. Cụ thể, tại bồn hoa trước cửa nhà phát hiện một nắp bảo vệ thẻ nhớ camera. Một chiếc camera bên trong không hề có thẻ nhớ. Trong phòng khách tầng 1 phát hiện một thang nhôm. Trên mặt nền phòng khách, phòng ăn và cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2 phát hiện nhiều dấu vết chân, giày dép. Tại tầng 2 phát hiện một tử thi nữ giới trong nhà tắm. Phía dưới đầu tử thi phát hiện dấu vết máu. Trong phòng tắm phát hiện một chậu nhựa màu xanh, bên trong có chất lỏng màu nâu đỏ. Dưới đáy chậu phát hiện nhiều sợi lông tóc. Xem xét phòng ngủ phía trước tầng 2, thấy giường có độ dịch chuyển nhẹ. Trên giường, ga gối có nhiều dấu vết máu, dưới mép thành giường có một bông tai kim loại vàng. Cách đó không xa, phát hiện 3 chiếc răng. Tuy nhiên, chiếc két sắt đặt tại phòng ngủ lại không có dấu hiệu cậy phá. Trong khi lực lượng kỹ thuật hình sự đang khám nghiệm hiện trường thì các điều tra viên của phòng cảnh sát hình sự cũng tiến hành ghi lời khai của chồng nạn nhân và cũng là người đầu tiên phát hiện vụ việc. Ông Đỗ Đình Tiệp,
bước đầu xác nhận tài sản bị mất là chiếc xe máy và một số giấy tờ tùy thân của bà Nhung. Trong tủ thờ đặt ở tầng 3 của ngôi nhà, lực lượng khám nghiệm phát hiện một chiếc chăn với một đám máu màu nâu đỏ. Tại sân phơi quần áo tầng 3, cơ quan điều tra phát hiện thêm một số dấu vết máu dạng quệt. Trong máy giặt có một chiếc màn trắng và một chiếc chăn. Ở vòng ngoài, các điều tra viên gặp ghi lời khai của một số hộ gia đình sống xung quanh nhà nạn nhân. Đây cũng là những người có mặt tại hiện trường chỉ sau chồng của nạn nhân. Tôi không biết gì thì cái cô vợ thợ xây ấy mới gọi tôi cửa, đập cửa, tôi cũng ở mãi tầng 3 tôi không biết gì cả. Vào cháu muốn gọi cô nhưng mà không gọi được cô. Thế là đúng lúc ấy ông Tâm cán bộ hưu đấy mới gọi cho tôi bằng điện thoại tôi mới biết được. Cái dãy phố của nhà chị Nhung ở thì là đối diện dãy phố là ruộng. Ruộng không canh tác. Thế là phố nó chỉ có một dãy thôi. Một vế thôi. Thế nhưng mà sát sườn với nhà chị Nhung, tính từ nếu mà nhìn vào cửa thì bên tay trái có một cái hiệu rửa xe ô tô, mà lúc nào cũng có rất nhiều người rửa xe ô tô, và người rửa xe ô tô đấy cũng có khoảng độ 6-7 công nhân rửa xe. Thế và cách nhà chị Dung Nhung một nhà phía tay phải, đứng nhìn vào cửa thì lại một cái gia đình đang xây dựng, cũng có khoảng độ xấp xỉ 20 công nhân đang xây dựng ở đó. Nhưng qua tìm hiểu thì không ai phát hiện bất cứ một điều gì. Dù vậy, cơ quan điều tra vẫn đề nghị những người này khi khai báo chi tiết về thời gian mà họ có làm việc trong ngày 21 tháng 2 năm 2020. Quá trình khám nghiệm tử thi thì chúng tôi phát hiện trên vùng đầu mặt và cổ gáy của nạn nhân có rất nhiều vết rách da, dạng vết rách da sắc gọn, và chúng tôi cũng đã nhận định là cái dạng vết rách da này là do dạng một dạng vật như kéo có đầu nhọn gây lên. Và ngoài ra thì nạn nhân cũng bị mất 4 chiếc răng, vùng răng cửa, hàm trên và hàm dưới, nên là chúng tôi đánh giá đây là một nạn nhân không phải chết trong quá trình là đi tắm, mà đây là một hiện trường giả được tạo nên do đối tượng đã cố tình tạo nên. Những cái dạng vết thương này nó tương đồng với nhau, tương đối đều với nhau, giống nhau, tương đối cũng là một lưỡi răng, cái kích cỡ tương đồng, qua đó chúng tôi đánh giá là sẽ có một hung khí, khả năng nó sẽ là một hung khí. Vết đâm của một dạng vật kéo, cái kéo gây lên, và ở rất nhiều vùng cả mặt trước mặt sau, thể hiện cái sự tấn công rất là quyết liệt của đối tượng với nạn nhân, và cộng thêm cái việc các cái răng bị văng ra khỏi miệng của nạn nhân, thì tôi thấy là giữa nạn nhân và đối tượng có sự vật lộn rất là quyết liệt. Quá trình vật lộn giữa nạn nhân và hung thủ thì chúng tôi cũng đánh giá là hung thủ là một người cũng không phải là quá khỏe mạnh. Đối tượng đã có sự chuẩn bị về thời gian, chuẩn bị thời gian do là những cái dấu vết như cửa là không có dấu hiệu cậy phá, thế thì chứng tỏ là có thể đối tượng phải là người thân quen với gia chủ. Cái thứ hai là ổ khóa không khóa thì cũng có thể đối tượng là có chìa khóa, không loại trừ được cái khả năng này. Cái thứ ba nữa là với những cái dấu vết trên tử thi, rất nhiều cái vết đâm, 19 vết đâm, thế thì phải nói rằng là hung thủ cũng đã là quyết tâm đoạt mạng bằng được đến cùng. Trong khi công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi vẫn cần thêm thời gian để thu thập đánh giá các dấu vết nhằm xác định chính xác nguyên nhân tử vong của nạn nhân, cũng như dựng lên được tổng thể chân dung của đối tượng gây án, thì lúc này các điều tra viên tiến hành rà soát toàn bộ các hệ thống camera an ninh xung quanh khu vực nhà nạn nhân, sau đó mở rộng ra toàn bộ khu phố Bồ Sơn. Chúng tôi cũng nhận định rằng nếu mà vật lộn một cái thời gian quyết liệt giằng co đấy thì bản thân hung thủ cũng sẽ phải có cái thương tích, những vết chảy xước, trà xước trên tay hoặc là gì đó. Sự chống đối của nạn nhân thì cũng là cái điều kiện mà để lại cái dấu vết như cao cấu.
Đây là một nhận định có tính định hướng điều tra, nên ngoài việc thận trọng tỉ mỉ, thu giữ từng dấu vết sinh học trên cơ thể nạn nhân để phục vụ công tác truy nguyên nguồn gốc, thì các điều tra viên, trinh sát viên còn nhận được một số chỉ thị bí mật. Đối tượng gây án có thể sau khi gây án có thể nhanh chóng rời khỏi ngay hiện trường, nhưng cũng có thể đối tượng sẽ quay lại hiện trường để thăm dò và nghe ngóng lại các cái hoạt động của cơ quan điều tra và trà trộn trong đấy để thu thập tất cả những thông tin để có thể là chính vì đó là ban giám đốc cũng đã chỉ đạo các cái tổ là quá trình khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra tại hiện trường, đặc biệt chú ý đến những cái đối tượng mà có nhiều cái dấu hiệu nghi vấn, đặc điểm là đặc biệt là những cái đối tượng có nhiều dấu vết trên cơ thể. Nhiều khả năng là nạn nhân bị chết ở trong cái phòng ngủ. Vậy là và trong phòng ngủ thì cái chăn màn đã được đối tượng mang đi giặt. Cái việc mà nạn nhân bị mất răng thì cho chúng tôi đánh giá là do khi trong quá trình vật lộn thì là nạn nhân đã có cái việc là kêu la, kêu cứu và dẫn đến đối tượng là phải dùng cái cách là bịt mũi miệng, và trong quá trình bịt mũi miệng thì dẫn đến là gãy răng và có thể nạn nhân sẽ dùng một vật khác để tì đè lên vùng mũi miệng để vừa cho nạn nhân không thể kêu cứu được và cũng dẫn đến nạn nhân bị ngạt dẫn tới chết. Để xác định chính xác nguyên nhân tử vong của bà Nhung, cơ quan điều tra đã tiến hành giải phẫu tử thi nạn nhân. Quá trình chúng tôi giải phẫu tử thi thì trong phổi của nạn nhân cũng có những dấu hiệu và đặc trưng của việc nạn nhân bị chết do ngạt. Sau đó là chúng tôi giám định đánh giá vi thể thì nạn nhân là chết ngạt và trong phổi không có dị vật cũng như không có nước. Vậy chúng tôi đánh giá được là cái việc nạn nhân chết là chết trước khi được đưa vào cái vùng nhà tắm mà nơi phát hiện nạn nhân. Quá trình giải phẫu tử thi cũng xác định được thời gian tử vong của nạn nhân là sau bữa ăn cuối khoảng 3 tiếng đồng hồ. Đối chiếu so sánh lời khai của chồng nạn nhân và bà Lan hàng xóm thì nhiều khả năng nạn nhân tử vong vào khoảng 15 giờ ngày 21 tháng 2 năm 2020. Hệ thống phân tích các tài liệu thu thập được cho tới lúc này, cơ quan điều tra nhận định giết người cướp tài sản, giả thuyết án mạng xuất phát từ tư thù cá nhân, thậm chí là mâu thuẫn tình ái có được xét tới, nhưng khả năng không cao. Về hung thủ, đây chắc chắn là kẻ có quen biết với gia đình của nạn nhân. Có thể là người thân trong nhà hoặc có mối quan hệ đặc biệt trong xã hội, vì chỉ có như thế mới nắm được thói quen sinh hoạt và kết cấu trong nhà của nạn nhân. Việc đối tượng chọn thời điểm gây án vào ban ngày, sau khi gây án vẫn nắng lại hiện trường để thu gọn dấu vết, tạo hiện trường giả, vô hiệu hóa hệ thống camera, chứng tỏ đây là một kẻ liều lĩnh, gian xảo và máu lạnh. Chúng
tôi chia ra làm rất nhiều tổ, rất nhiều mũi. Đấy, mũi thì đi giả cam, đấy, một tổ thì đi giả cam trên cái địa bàn từ hiện trường rộng ra địa bàn thành phố và các cái nút rút ra khỏi thành phố Bắc Ninh. Mũi thứ hai là giả soát mối quan hệ về xã hội, trong đó có làm ăn này, rồi là xuất phát từ mâu thuẫn xã hội này, thế và tình ái. Mũi thứ ba là giả soát toàn bộ những các đối tượng nằm trong diện nghi vấn, bức bách về tiền, có tiền án tiền sự về cái tội hình sự và đặc biệt nữa là ma túy, tệ nạn xã hội, cờ bạc. Thế và một mũi nữa là giả soát toàn bộ người thân trong gia đình của nạn nhân là chị Nhung, cũng như là người thân trong gia đình chồng là anh Tiệp. Hầu như đêm đấy là chúng tôi không nghỉ. Thế và chúng tôi huy động tất cả 19 công an phường xã tập trung giả soát tất cả những cái đối tượng như bà đệ tôi nói, đấy, các phường xã. Thế và huy động 100% quân số trực. Đấy, và quan điểm của chúng tôi là gì? Khi chưa giả án thì chưa được nghỉ. Hàng trăm mối quan hệ công việc, làm ăn, quen biết xã hội của vợ chồng nạn nhân đã được rà soát, song chưa nổi lên nghi vấn nào. Hàng nghìn đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ của công an địa phương được triệu tập, được bí mật giám sát nhưng tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm. Hy vọng của cơ quan điều tra lúc này đã dồn vào các mũi giám sát camera an ninh và quan hệ nội ngoại của vợ chồng nạn nhân. Nỗ lực của ban chuyên án cuối cùng cũng dấy lên một tia hy vọng. Qua camera ban đầu tôi xác định thì có một đối tượng mặc cái áo gần như cái dạng áo mưa, áo khoác, đi giày, đội mũ bảo hiểm và đeo găng tay. Ngay lúc đấy một cái camera cách đấy có soi được là cái xe đấy xuất phát từ cửa nhà nạn nhân đi. Thế và đối tượng của đấy chúng tôi còn xác định là chưa rõ nam hay nữ. Thời gian thể hiện trên camera phù hợp với khung thời gian xảy ra vụ án, cũng như thời gian tử vong đã được lực lượng pháp y xác định trước đó, nên nhiều khả năng đây chính là người có liên quan đến vụ án và phương tiện đối tượng sử dụng là tài sản bị đánh cắp của nạn nhân. Ban giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ rà soát camera an ninh, đặc biệt là tập trung những đối tượng có đặc điểm giống với hình ảnh thu được từ camera gần nơi xảy ra vụ án mạng. Trải qua quá trình sàng lọc, cơ quan điều tra tiếp tục thu nhận được hình ảnh từ một cửa hàng tạp hóa trên đường Nguyễn Trãi, thành phố Bắc Ninh có đặc điểm giống với đối tượng đã rời nhà nạn nhân. Từ đoạn hình ảnh này có thể xác định đối tượng nghi liên quan đến vụ án, nhiều khả năng là nam giới, cao khoảng 1m7. Dáng người cao lòng khòng, đối tượng đội mũ bảo hiểm màu trắng, đeo khẩu trang y tế, mặc áo khoác dạng áo gió màu tím, quần màu đen, hai tay thì đeo găng. Chi tiết trang phục gây chú ý nhất của đối tượng nằm ở đôi giày. Đối tượng xuất hiện ở cửa hàng tạp hóa vào lúc 15 giờ 41 phút ngày 21 tháng 2 năm 2020 để hỏi mua một chiếc kính đen. Sau khi kết thúc việc mua bán thì đối tượng chạy xe hướng về tỉnh lộ 295B xuôi về Hà Nội. Trong khi tổ công tác rà soát camera đang tiếp tục bám theo hành trình của đối tượng tình nghi ở Hà Nội, thì tổ công tác có nhiệm vụ rà soát xác minh những người họ hàng của bà Nhung và ông Tiệp ở tỉnh Bắc Ninh, cũng khoanh vùng được một người có nhiều biểu hiện đáng ngờ. Trong quá trình rà soát thì các đồng chí có báo cáo về ban chuyên án, báo cáo đồng chí giám đốc là có một đối tượng đáng nghi ý, lưu ý. Đó là đối tượng Lê Thành Hưng. Đối tượng này thì chị Nhung là người bị hại thì là bác ruột. Và đối tượng này thì sống ở Hà Nội, là kiến trúc sư. Nhưng mà nằm ngoài và thuê nhà Tây Hồ. Tổng hợp báo cáo từ hai tổ điều tra, ban chuyên án nhận thấy có một số điểm trùng hợp,
Thứ nhất, đối tượng tình nghi di chuyển về hướng Hà Nội, đây cũng là thành phố mà Lê Thanh Hưng đang sinh sống và làm việc. Thứ hai, đặc điểm hình dáng của đối tượng được camera ghi lại phù hợp với vóc dáng của Lê Thanh Hưng. Kế tiếp là Hưng cũng từng mang một đôi giày giống với đôi giày của thanh niên xuất hiện ở cửa hàng tạp hóa. Ngoài ra thì Hưng cũng từng liên quan đến pháp luật. Lê Thanh Hưng sinh năm 1991 ở Lạc Thổ, Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị sự tòa án nhân dân quận Tây Hồ tuyên phạt 30 tháng tù giam. Đối tượng đang được tại ngoại. Từ những tài liệu đã được tổng hợp phân tích tỉ mỉ, thận trọng, cơ quan điều tra đi đến nhận định đối tượng trong camera và Lê Thanh Hưng là một người. Nhiệm vụ ngay lúc này là phải tìm được Lê Thanh Hưng trước khi muốn trả lời câu hỏi anh ta có thực sự là hung thủ của vụ án hay không. Quá trình đấu tranh bắt giữ đối với Hưng, cơ quan công an cũng là rất là lăn lộn vất vả, và chúng tôi phải huy động hàng 4-500 cán bộ chiến sĩ của các lực lượng. Sau khi đưa đối tượng về, chúng tôi cũng xác định cuộc đấu tranh với đối tượng cần phải có một cái kế hoạch chiến thuật cụ thể. Phải nói là cái đối tượng này là đối tượng nghỉ nổ, và với bản lĩnh như thế thì nó mới dám giết người. Sau khi nắm được thông tin, Lê Thanh Hưng hiện thuê trọ ở Tây Hồ, Hà Nội. Một tổ trinh sát đã lập tức di chuyển về Hà Nội. Khi tới nơi đối tượng thuê trọ, thì Hưng lại không có ở nhà. Tổ công tác rà soát camera tiếp tục trích lục camera tuyến Bắc Ninh, Hà Nội thì đều thu được hình ảnh một người có đặc điểm giống với đối tượng đã xuất hiện tại cửa hàng tạp hóa. Đặc biệt, ở một vài hình ảnh rõ nét còn có thể quan sát được biển số xe mà đối tượng đang sử dụng. Qua xác minh nhanh thì đây chính là biển số xe máy do bà Nguyễn Thị Nhung đứng tên đăng ký. Tuy nhiên, đến khu vực Long Biên, Hà Nội thì mất dấu đối tượng. Vừa lúc này thì nguồn tin từ tổ công tác nắm tại khu vực Bồ Sơn cho biết Lê Thanh Hưng xuất hiện tại đám tang của nạn nhân. Lập tức, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an thành phố Bắc Ninh lên phương án bắt giữ đối tượng khẩn cấp. Quá trình đấu tranh bắt giữ đối với Hưng, cơ quan công an cũng là rất là lăn lộn vất vả, và chúng tôi phải huy động hàng 4-500 cán bộ chiến sĩ. Nhiều phương án vây bắt đã được xem xét. Nhưng để không ảnh hưởng đến đám tang của nạn nhân và an ninh xung quanh khu vực, cuối cùng tổ vây bắt quyết định triển khai tình huống. Bây giờ đối tượng đang ở trong nhà đám. Phương án đưa ra bây giờ là có một người có bạn tên là Ngọc Anh, Tân nhé. Tân sẽ ở xe, sẽ dở vào là bạn của đối tượng, dùng điện thoại liên lạc gọi nó ra có việc. Ngoài ra là để phương án tránh đối tượng là sẽ bỏ chạy một chỗ. Anh em mình chia nhau ra quây hết các ngã khu vực phía này được. Khi đối tượng ra thì sẽ úp lại Tục Sơn đấy. Em sẽ đi theo sau, đứng vào bên trong và theo sau đối tượng. Anh Quang thì đứng ở góc kia. Em sẽ ở góc này quan sát. Khi em ra tín hiệu thì anh em mình sẽ di chuyển tiếp cận đối tượng và sẽ úp lại đi về luôn. Được chưa? Đi chính nhận, đi chính. Alo, Hưng à? Mình là Ngọc Anh đây. Ngọc Anh học cùng cấp 2 ấy.
Bạn đang ở đâu nhỉ? Đang ở Đàm Ma nhà bác à? Ừ, mình đang ở đằng sau bệnh viện đây. Có thể gặp bạn được một chút không? Mình có chút việc nhờ đấy. Ừ. Nhưng mà bạn đi ra ngoài đi, ở trong mình ồn lắm. Bạn đi ra phía đằng sau bệnh viện nhé. Với cái đối tượng có kiến thức này thì quá trình đấu tranh với đối tượng thì chúng tôi cũng cử những điều tra viên có kinh nghiệm hỏi chiến thuật hỏi cung cách đường vòng, sau đó đến hỏi thẳng. Thái độ bình tĩnh, biểu cảm lạnh lùng của Lê Thanh Hưng nhanh chóng bị lật tẩy qua những vết trầy xước trên hai bàn tay của y. Cái vết thương đó thì với cái kinh nghiệm trong quá trình điều tra thì tôi xác định đây là cái vết cào cổ của nạn nhân. Lê Thanh Hưng lý giải những vết thương trên tay và nhiều vị trí khác trên cơ thể của y là do ngã xe. Ngoài ra, anh ta vẫn viện nhiều lý do chứng minh sự vô can của mình. Quá trình đấu tranh với Hưng này thì Hưng đưa ra rất nhiều những cái chứng cứ ngoại phạm đấy, để rũ bỏ cái hành vi phạm tội của mình. Ví dụ như là cái thời điểm gây án đấy, là đối tượng khai là đi uống cà phê ở Hà Nội này, địa điểm chỉ ra các địa điểm, hỏi đi uống với ai là đi một mình này, chứ không nói là đi với người khác, bởi vì là giữa đây với Hà Nội chúng tôi cũng không thể xác minh ngay được về những cái lịch trình trong cái thời gian mà đối tượng gây án, mà đối tượng khai ngoại phạm đấy, ở ngoài Hà Nội. Bởi bản thân bị can là hoàn toàn sống và làm việc ở ngoài Hà Nội, mặc dù quê ở Bắc Ninh, thế nên ra là các tuyến đường rồi các vị trí cà phê là đối tượng đều nắm rõ được hết. Lập tức tôi cử một tổ ngay ra cái chỗ đối tượng vào Tây Hồ, thuê Tây Hồ đấy, thuê Tây Hồ Hà Nội, mục đích là ra để kiểm tra phòng ở thuê trọ của đối tượng Hưng, xem có thu được cái tăng vật nào không. Rất may là khi chúng tôi ra kịp thời, thu được là bộ quần áo khớp với cái hình ảnh đối tượng hôm đó gây án và đôi giày. Thế và cái quan trọng nữa là tăng vật vụ án đó là một cái bông tai và toàn bộ giấy tờ của chị Nhung. Khám trong túi quần của Hưng thu giữ được tại phòng trọ, cơ quan điều tra thu được một vé gửi xe. Từ thông tin thu giữ được trên tấm vé, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ được chiếc xe máy có biển kiểm soát 99G1-21569 là tang vật của vụ án tại một địa điểm trong giữ xe ở phường Đồng Xuân, Hoàng Kiếm, Hà Nội. Đối với những đối tượng như Hưng, chúng tôi cũng lại phải có những cái chiến thuật riêng, như đánh vào tâm lý, phân tích về mặt tâm lý để cho Hưng nhận thức được cái việc sai đúng của mình. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đấu tranh về mặt tài liệu chứng cứ, về mặt pháp luật, không thể từ chối được. Sau gần 3 giờ kiên trì đấu tranh, kết hợp với những vật chứng cơ quan điều tra đã thu giữ được, Lê Thanh Hưng mới phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong các lần ghi lời khai sau đó, trước sự chứng kiến của đại diện viện kiểm sát và luật sư, đối tượng đều giữ nguyên lời khai của mình.
Vì cần tiền trang trải cho việc làm ăn thua lỗ, Lê Thanh Hưng đã nảy sinh ý định trộm cắp. Trong một lần họp mặt gia đình, đối tượng nghe được vợ chồng bà Nhung đang có ý định xây nhà. Nghĩ hai bác có tiền nên ngay lúc đó Hưng đã nung nấu suy nghĩ đột nhập vào nhà của bác trộm cắp. Để thực hiện ý định, Hưng đã sao chép chìa khóa nhà nạn nhân. Khoảng mùng 10 hay 11 tháng 2, hôm ấy em giữ áo khoác của anh Hùng, tức là con trai thứ hai của bác Nhung, thì có chùm chìa khóa. Trong áo của anh thì em đã sử dụng cái đấy đi sao chép rồi. Em sao chép tại địa phương em luôn. Em không đủ can đảm để tiến hành trộm cắp hay cướp đoạt của người lạ. Ở nhà bác của mình thì em nắm rõ với cả quen thuộc giống như là nhà của mình. Sau khi đã có chìa khóa, Lê Thanh Hưng chọn ngày 20 tháng 2 năm 2020 để thực hiện ý định trộm cắp. Em mang theo chùm chìa khóa của nhà bác đã sao chép và một chiếc dùi cui điện để phòng thân và một số đồ đạc, quần áo, các thứ mặc trên người. Em di chuyển bằng xe máy từ thành phố Hà Nội về tới thành phố Bắc Ninh. Sau đó em gửi xe ở tại bệnh viện phụ sản gần nhà bác em. Sau khi gửi xe thì em đi bộ vào nhà bác, sử dụng chìa khóa đã sao chép, đột nhập vào nhà và lên phòng ngủ của anh trai em trên tầng 3 và em ở trong đấy. Trong cả buổi chiều và tối ngày 20 tháng 2, Hưng không có điều kiện ra tay. Đến 22 giờ đêm, khi biết ông Tiệp, bà Nhung đã đi ngủ, thì Hưng bắt đầu di chuyển từ phòng ngủ tầng 3 xuống tầng 1 và khu vực bếp ăn để lục tìm chìa khóa két sắt nhưng không thấy. Khoảng 8 giờ sáng ngày 21 tháng 2, khi nghe tiếng kéo cửa xếp tại tầng 1, đoán ông Tiệp và bà Nhung đã rời nhà, nên Hưng một lần nữa xuống nhà tìm chiếc chìa khóa mở két. Không thấy chìa khóa, sau đó Hưng quay lại phòng ngủ tầng 3 để chờ cơ hội. Mười ba giờ cùng ngày, biết giờ này bà Nhung thường nghỉ trưa, đối tượng một lần nữa xuống tìm chìa khóa. Sau khi tìm chìa khóa vẫn thất bại, lúc này Hưng thay đổi ý định trộm cắp tài sản và quyết định phải khống chế buộc bà Nhung mở két sắt để lấy tài sản.
14 giờ, Hưng đi vào phòng ngủ tầng 2 nhưng không thành vì bà Nhung chống cự quyết liệt. Em hỏi chìa khóa két ở đâu thì bác bảo là nhà này không có tiền, không có gì để trộm cắp. Đấy, thì em vẫn tiếp tục hỏi chìa khóa két ở đâu, thì một lúc sau bác trả lời là chìa khóa két để ở dưới mặt bàn bếp ở dưới tầng 1. Thì em bảo bác là thế thì có thể cho em bịt mắt lại và dẫn em xuống dưới tầng 1 được không? Thì bác đồng ý, nhưng lúc sau bác lại dãy giụa, thế em lại phải giữ bác lại. Trong quá trình đấy em đã nghĩ là sẽ làm cách nào để bác im lặng, để em có thể rời khỏi hiện trường. Nhưng em không có cơ hội nào để rời khỏi cái hiện trường đấy. Nên việc em che mặt hay là việc dùng cái kéo tại phòng bác đâm để bác im lặng thôi, để em có thể rời khỏi hiện trường. Trong quá trình vật lộn bác không nhận thấy em, vì trước thời điểm bác ngừng thở khoảng 1-2 phút, bác vẫn nói mày là thằng nào. Khi bà Nhung đã ngừng thở, đối tượng lấy chùm chìa khóa của nạn nhân mở két sắt nhưng không mở được vì không biết mật khẩu. Sau đó Hưng kéo xác của nạn nhân từ phòng ngủ sang phòng tắm với mục đích lau rửa dấu vết, giống như một vụ đột tử khi tắm. Chăn ga gối dính máu được đối tượng cho vào máy giặt ở tầng thượng. Nhìn thấy chiếc thang nhôm gần máy giặt, đối tượng mang xuống tầng 1, vác thang lên để vô hiệu hóa camera nhà nạn nhân. Tiếp theo, Hưng quay lại tầng 2, lục lọi tìm tài sản, rồi lấy đi một túi sách, bên trong chứa giấy tờ cá nhân của bà Nhung, một chiếc khuyên tai, một dây chuyền và khoảng 800.000 đồng của nạn nhân. Sau đó, Lê Thanh Hưng rời khỏi hiện trường cùng với chiếc xe máy của bà Nhung. Đi được một đoạn, phát hiện có camera an ninh, đối tượng đã dùng tay che mặt để tránh bị phát hiện. Đi tiếp khoảng 5 phút thì đối tượng dừng xe ở một cửa hàng tạp hóa trên đường Nguyễn Trãi, hỏi mua kính đen nhằm mục đích ngụy trang. Cũng tại đây, phát hiện cửa hàng có camera an ninh, đối tượng lập tức quay ra ngoài cho tới khi chủ quán gọi vào nhận hàng và thanh toán tiền. Sau đó, đối tượng chạy xe hướng về Hà Nội. Trên đường thì nhận được điện thoại của em gái thông báo bắt mất. Hưng tiếp tục điều khiển xe máy đến phường Đồng Xuân, Hoàng Kiếm, Hà Nội, rồi gửi xe ở bãi trong xe ở chợ Đồng Xuân. Đối tượng thuê xe ôm về nhà trọ tắm giặt, cất giấu tài sản cướp được, rồi bắt taxi về Bắc Ninh để chịu tang nạn nhân. Đến 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2020, thì Lê Thanh Hưng bị cơ quan điều tra công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ. Vụ án được khám phá thành công chỉ trong một thời gian ngắn là kết quả của một quá trình điều tra tỉ mỉ, thận trọng, trách nhiệm của lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, việc nhận định chính xác tính chất vụ việc và vạch ra đường hướng điều tra đúng đắn là những yếu tố góp phần mang lại thành công cho vụ án nói riêng và công tác đấu tranh với tội phạm nói chung và cả lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh. Gỡ được gánh nặng điều tra khi hung thủ đưa ra ánh sáng. Song thâm tâm của những người làm án vẫn phảng phất nỗi buồn khi nghĩ tới những người thân của nạn nhân và hung thủ trong vụ án này. Sự đau khổ, mất mát của họ khó có thể tả xiết và cũng không thể nguôi ngoai hàn gắn trong một sớm một chiều.
Quả thực là rất rất sốc, không nói được câu nào và cũng không biết nói gì hơn nữa. Tại vì là cháu ruột của bà, nên là tôi thôi cứ im lặng, không nói. Và cái sự đau khổ này thì phải chấp nhận. Một vài ngày sau tôi cũng định thần là sự vụ đã xảy ra rồi, và những người là bố là mẹ cũng chẳng ai là muốn con mình như thế. Tuy nhiên thì với một cá nhân thì người ta có một suy nghĩ khác nhau. Nó có thể là trong một lúc nào đấy nó không tốt, và nó giấu cái hành động bà Phi mà mình không phát hiện ra. Thế cho nên là tôi cũng khuyên tất cả gia đình là thôi đừng làm cái gì mang tính chất là báo động, và cũng nói với các con là thôi sự việc đã xảy ra rồi, người mất rồi, mà các con báo động mà tìm nó mà mang tính chất trả thù thì không nên. Thôi cứ để pháp luật, để nhà nước còn rèn rũa được thì rèn rũa, không thì thôi tùy. Bản lĩnh cũng như lòng vị tha, nhân ái của ông Tiệp và gia đình đã minh chứng tính nhân văn vẫn luôn hiện hữu. Thái độ nhân văn sẽ là liều thuốc chữa lành những vết thương, hàn gắn tình thân và hướng đến cuộc sống bình yên. Những lời khai báo rõ ràng, rành mạch của Lê Thanh Hưng dẫu được nhìn nhận là thành khẩn, song vẫn khiến cho những người tiếp xúc có chung cảm giác ghê rợn bởi sự lạnh lùng, tàn nhẫn của anh ta. Sinh ra trong một gia đình nề nếp với nhiều thế hệ, thành viên có đóng góp cho nền giáo dục của địa phương, Lê Thanh Hưng cũng được cha mẹ nâng niu, chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, cũng được học hành đỗ đạt. Nhưng sự tự tin thái quá vào bản thân đã khiến anh ta từ một người con ngoan hiền, hiếu thảo, là niềm tự hào và hy vọng của đại gia đình, phút chốc biến thành kẻ phạm tội, từ sai lầm bé đến sai lầm lớn, và cuối cùng là tội cả không thể dung thứ. Cướp giết thì nó xuất phát từ góc độ bí bách và kinh tế. Cái nhất làm ăn thua lỗ cũng dẫn đến cướp, giết người, cướp của. Rồi là nghiện ma túy, sa đà vào nghiện ma túy. Rồi là cờ bạc, có khi lại chả có nghiện mà cũng không nghiện, không cờ bạc, không nghiện hút, không cờ bạc. Thế nhưng mà vẫn xảy ra cái tình trạng giết người cướp của. Cũng chung quy lại là cũng chỉ là vì tiền. Qua những vụ án như thế thì tôi chỉ có mong rằng là mọi công dân hết sức cảnh giác. Cái thứ nhất là tự bảo vệ tài sản của mình, cảnh giác tội phạm này. Thế và tài sản thì không nên để ở nhà, và cũng hết sức là bí mật trong vấn đề công khai tài sản. Là một kiến trúc sư, lẽ ra với đôi bàn tay khéo léo cùng với kiến thức được trang bị, Lê Thanh Hưng đã có thể thiết kế lên những công trình có ích cho con người, làm đẹp cho đời và đóng góp chung vào sự phát triển của xã hội. Nhưng tiếc thay, sự tự tin có phần ngạo mạn đã khiến anh ta tự tay vẽ lên những trang đời đen tối của chính mình.